Công nhận anh em đam mê bia thật, cứ khung giờ này không ai bảo ai là tôi nhìn vẫn rất nhiều gương mặt quen thuộc đều có ở đây với nhau. Ai chả hay quá anh em ơi, một cú cần một băng dài rất tuyệt vời của John Chua. Chào bạn ở phòng khám thiện cảm hơn cho hai cầu thủ Philippines vì chúng ta là những người châu Á với nhau. Rồi, nó phải là hết nước chấm anh em ạ. Úi giời ơi, tại sao lại không khen được nhỉ? Họ đánh hay như vậy mà. Và những trình độ thủ của các cầu thủ nước ngoài thì nó vẫn trên Việt Nam chúng ta một bậc anh em ạ. Chúng ta có phải học hỏi những kỹ thuật này rất nhiều. Khả năng lại sướt mỏng số 2, lại nấp sau lưng bị số 7 rồi. Đấy, cái mà vào mặt đi số 5 thì thôi vĩnh biệt. Úi giời ơi, nó lại dính rồi bạn ơi. Đến lượt của Bình Trung phải chịu đựng cái nỗi đắng cay ngày cùng với người anh của mình. Lại vào một tình huống này còn khó hơn nữa. Dĩ dị vào mặt bị số 5 luôn. John Chua nghiêng hết cả người để lái áp phê vào người luôn anh em ạ. Tôi đang nói là cái trận ngày hôm qua nhá. Không phải trận này bạn ơi, cái trận mà đội Singapore bị sai lượt ấy. And they did that, so short rail first. Rồi hết đường. The ball is frozen. Here in rack 3. One of her. Còn khoảng 100 ngày nữa để đến với giải đấu Asian Open các bạn nhé. Không biết là chúng ta có đếm lùi hay không nữa. Now this here, you want to stay away from any side spin. Even if you run into the 8 with the cue ball, that's okay. Ui, người đâu bắn chính xác thế à trời ơi. Nhưng hơi đen. Hơi đen cho cú đánh của bị số 2. Mình nghĩ là cũng sẽ đánh bà Diamond thôi. Và mình thực sự với các bạn là mình rất mong là đánh bà Diamond. Bà Russell cũng ok. Vâng. Trời ơi, Johan Chua các bạn ạ. Johan Chua với một cái tình huống, với một cái cú đánh phải gọi là điên rồ luôn. À, quả băng kìa. Hay thật sự các bạn ạ. Some of the best, if not the best, in the one foul department. Và cũng sẽ chỉ có web thể thao đứng ra làm đơn vị gọi là hỗ trợ truyền thông. Không, thật ra là hợp tác truyền thông thì đúng hơn. Đúng rồi, không có các bên khác vào quay đâu các bạn ạ. Thậm chí tôi nhớ không nhầm là nói chuyện với cả Emily Fraser thì cũng bảo rằng là họ cũng sẽ mang đồ đạc của họ sang để quay phát. Mình không tham gia giải đấu đó dưới tư cách là cơ thủ tham gia các bạn nhé. Có lẽ mình sẽ tham gia giải đấu đó với tư cách là bình luận viên. Bởi vì mình trình độ đâu mà đâm vào đó. Thứ hai là cũng định sẵn rồi. Nào, cú đánh của Johan Chua. Ui trời ơi, gì mà hay như vậy được cơ chứ các bạn ơi. Okay, he's gonna, looks like he's gonna chop the three over and try and run the cue ball two rails. Difficult shot on the slidey table. If you hit giải it well, có cầu thủ Việt Nam nào tham gia cái này mình không biết được. Phải chờ xem đã, ban tổ chức người ta đưa ra thông tin thì mình mới biết được. Chứ còn hiện giờ ở trên Facebook của mình thì các bạn ơi, chậm lại một tí, tôi xin phép là được nói vấn đề khác với cú chạy đạn vừa rồi. This is a funny two rail kick. He's going to the right side with the green six being there. And the
obviously try to avoid the green six, but the second rail doesn't take much spin, so probably catches this a little thinner than he wants. Oh, he hit it perfect. He hit it absolutely perfect. Alvin Ocean's head bowed. Alvin Ocean's head. Worryingly for Austria, it's Chua who comes to the table. He's got another 30-2 cái gì khó? Yeah, you read my mind. Cái gì khó thì để Johan Chua làm. Thực sự với các bạn luôn, Johan Chua khỏi cái bệnh đánh chính xác này các bạn này. Và chúng ta cũng chờ xem. A little stretch as well. Không sao các bạn ơi, con B9 này đánh ra được rồi. Làm gì có ly trượt đấy anh em ơi. Chỉ có ly tí trượt thôi. Là quá hay và 8-4. 8-4 lên cho đội tuyển. Try and pound this in, huh, Carl? Get to the side rail. Yeah, he's the type of player who wants this type of shot. He wants to show off in this final. Watch out, scratch. No, he hit it perfect. Oh, oh my, he hit it from back row. He stalled the ball a little bit to create another angle around the six. Từ thế này, and then the guy, right spin takes perfectly. Thực sự, trong một tình huống mà bị cái nó hơi sát bằng một chút. Yeah, this is tricky, I think. I think he can roll it in softly if he wanted and really hold for the cut, but vâng, đã nhổng cái chuôi gậy lên. Không trượt các bạn ạ. Hot dog on the boardwalk with all the fixings. Okay, another shot at the blue two and one of their easiest starters. Little bit of funny cueing, but he doesn't have to do much. Rồi, một cái cú đứng bị cũng được, vâng, quyết định là đôn lên. Oh, cảm ơn khán giả.